Nhiệt độ mặt biển cao nhất mọi thời đại. Nhìn ảnh chụp nhiệt độ mặt biển là mình đã thấy sợ rồi. Điều này dự báo một năm sắp đến, thời tiết sẽ thêm phần dị thường, khó đoán và cực đoan hơn bao giờ hết. Nhưng nhiệt độ mặt biển cao thì ảnh hưởng thế nào? Vì sao lại như vậy? Và có cách nào khắc phục được không? Nhìn lại bức hình lần nữa, vùng màu đỏ càng sậm là càng nóng, có nơi nóng đến 32-33 độ C. Mức đo này là cao nhất lịch sử, phá vỡ mọi kỷ lục từ những năm 1980, kể từ khi bắt đầu các phép đo bằng vệ tinh. Nhiệt độ đạt mức trung bình toàn cầu là 21,1 độ C trong những ngày đầu tháng 4 năm 2023. Kỷ lục trước đó là 21 độ C, được thiết lập vào tháng 3 năm 2016. Cả hai đều cao hơn 1 độ so với mức trung bình toàn cầu vào đầu mùa xuân, giai đoạn 1982 đến 2011 khoảng 20,4 độ C. Kỷ lục mới là kết quả của sự tích tụ nhiệt độ do biến đổi khí hậu kết hợp với hiện tượng El Nino và sự thiếu vắng của La Nina. Điều đáng nói ở đây là hiện tại Thái Bình Dương đang đi vào cuối chu kỳ của El Nino, diễn ra từ năm 2022 và đang trong trạng thái trung lập, không có El Nino hay La Nina. Nhưng các mô hình dự báo cho thấy khả năng xảy ra El Nino cuối năm này là khoảng 60%, có thể đồng nghĩa với một năm nắng nóng kỷ lục khác. Chưa hết, nồng độ khí nhà kính hiện tại cũng đang trong mức cao nhất từ trước đến nay. Nếu thật sự El Nino mạnh hơn, thì sắp tới nhân loại sẽ phải hứng chịu cú hat trick từ thiên nhiên. El Nino, mặt biển toàn cầu nóng hơn và khí nhà kính cao hơn. Một điều làm chẳng nên non, ba điều chụm lại thì chẳng còn tương lai. Bổ sung thêm nữa là chu kỳ hoạt động của mặt trời cũng đang trong giai đoạn mạnh nhất. Hiện tượng đảo cực địa từ cũng vẫn đang diễn ra và lõi trái đất cũng trong quá trình nguội lạnh. Có vẻ như viễn cảnh phía trước không được mát mẻ cho lắm. Đừng nghĩ là nóng hơn 0,1 hay 0,2 độ thì không đáng kể. Đó là nhìn vào con số thôi, chứ tác động là phi thường lắm. Giống như một hay hai cái subscribe từ người xem đối với bọn mình vậy đó. Vậy mặt biển nóng lên thì sẽ ảnh hưởng thế nào? Xu hướng nền trên bề mặt đại dương, bề mặt đất liền và khí quyển là nóng lên. Khí nhà kính tích tụ trong khí quyển làm nóng cả ba khu vực này, từ đó tạo thành tác động kép. Nhiệt độ từ không khí truyền vào mặt nước và mặt đất, đất và nước tỏa nhiệt lại vào môi trường không khí, hình thành một cái nồi hấp bánh bao siêu to khổng lồ, mà địa cầu là cái bánh bao trong nồi đó. Mặt biển nóng lên, mang nhiều năng lượng, và năng lượng này sẽ được giải phóng dưới dạng hơi nước bốc lên. Nhưng vì biển quá nóng, lượng hơi ẩm bốc lên ngày càng nhiều. Thay vì tạo mưa, thì lượng hơi này lại tiếp tục hấp thụ nhiệt độ từ khí quyển mà chuyển dần sang bão. Do vậy mà tăng tần suất xuất hiện bão trên toàn thế giới, cũng như tăng cấp độ của những cơn bão đó. Hay nói đơn giản là bão sẽ nhiều hơn và sẽ mạnh hơn so với trước đây. Một tác động khác nữa khi mặt biển nóng lên là ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người. Không khí ở vùng bờ biển chứa một lượng khá lớn anion. Các anion này được coi là vitamin không khí. Chúng theo đường hô hấp vào cơ thể con người, cải thiện hoạt động của phổi, tăng thêm khả năng hấp thụ oxy và thải khí carbonic. Thông thường ở những nơi công cộng trong thành phố, mỗi cm khối không khí có từ 10 đến 20 anion. Trong phòng ở có từ 40 đến 50 anion trên cm khối. Ở bãi cỏ hoặc công viên có 100 đến 200 anion trên cm khối, trong khi đó ở vùng bờ biển có tới 10.000 anion trên cm khối, nhiều gấp mấy trăm lần so với trong phòng ở. Các anion này có tác dụng hạn chế vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Môi trường nhiều anion sẽ làm tăng công năng thần kinh giao cảm của con người, khiến con người cảm thấy sảng khoái vui vẻ, tăng thêm hồng cầu trong máu. Vì thế, không khí ở vùng bờ biển rất có lợi cho sức khỏe con người. Hầu như ai cũng cảm thấy không khí ở bờ biển rất trong lành, hít thở thật sảng khoái. Nếu biển nóng lên, anion sẽ giảm sụt rất nhanh, kéo theo chất lượng không khí trong đất liền và các vùng lân cận. Rồi thì tương lai, ai ai cũng sẽ nhà đóng kín cửa, mở máy lạnh, bật máy lọc không khí, mở máy phun sương tạo anion, bật tivi lên và xem sóng biển rì rào cho đỡ nhớ vậy. Cái đáng ngại nhất là vi sinh vật biển. Khi mặt biển nóng lên, lượng oxy hòa tan trong nước biển cũng giảm. Các sinh vật phù du sẽ bị chết đói, chết ngạt, chết nóng. Các sinh vật quen sống ở nước biển có nhiệt độ bình thường. Khi nước biển nóng lên, chúng sẽ chết hoặc chạy trốn tới vùng nước khác mát hơn. Một số loại cá do nhiệt độ nước biển tăng cao đã không tìm được tới nơi đẻ trứng thích hợp, hoặc bị nhầm lẫn thời gian và địa điểm nên không thực hiện được việc đẻ trứng di truyền nội giống. Nhiệt độ nước biển lên cao khiến các sinh vật thích ấm áp sinh sôi nảy nở nhanh chóng, mà các loài đó thường là loài có hại như tảo biển, sinh vật có độc hay như thủy triều đỏ là một ví dụ. Trong khi đó, các loại tôm cá trai sò có giá trị kinh tế lại giảm đi nhanh, còn tôm hùm thì chắc chắn chết ngay khi nước biển ấm lên.
dẫn đến phá vỡ môi trường sống trong vùng biển đó. Kéo theo đó là các loài tôm cá nhỏ, san hô và hệ sinh thái ven biển cũng chết dần chết mòn. Đây gọi là hiện tượng tẩy trắng nổi tiếng trong nghiên cứu đại dương. Kéo tiếp theo đó là các loài cá lớn hơn và cá nước sâu, khiến nguồn lợi hải sản của con người sẽ giảm sút. Việc đánh bắt cũng khó khăn hơn do biển động và bão nhiều hơn. Ngao sò ốc hến, hào tuột mực tôm cũng sẽ nhỏ và lâu trưởng thành hơn. Đó là lý do hải sản ngày càng đắt tiền, càng kém tươi mà lại càng nhỏ nữa. Còn đi biển ngắm san hô thì giờ đây chỉ toàn là đá với đá, chết trơ cả cành. Nói chung mặt biển chiếm hơn 3/4 diện tích bề mặt trái đất, nên nhiệt độ chỉ một chút thôi thì cũng đã thành một đống tai họa rồi. Có cách nào khắc phục biến đổi khí hậu? Cách đơn giản nhất là loài người không còn tồn tại nữa, diệt vong toàn cầu. Nhưng mà khoan, bạn có chắc rằng không có con người thì trái đất sẽ không nóng lên, sẽ tươi đẹp vĩnh hằng cùng thiên thu năm tháng? Tất nhiên là không, bởi tất cả hiện tượng này đều là một phần trong chu trình hoạt động của địa cầu. Tác động của con người ở đây là thúc đẩy nó nhanh hơn, tiêu cực và nặng nề hơn. Như vậy, dù có hay không có nhân loại thì toàn bộ sinh vật cũng phải hứng chịu những thử thách của thiên nhiên, sẽ có kịp thời gian để tiến hóa, thích nghi với điều kiện mới, chứ không phải là đùng một phát tuyệt chủng như hiện nay. Chứ như hiện nay biến đổi khí hậu quá nhanh, sinh vật hiền hậu thì chết hết, để rồi còn tồn tại đó những loài động thực vật kinh dị, hoang dại và nguy hiểm. Bất ngờ khi hải ly là cứu tinh của nhân loại. Hải ly thì liên quan gì đến nóng lên toàn cầu? Sống trong rừng mà ảnh hưởng đến biển, đến El Nino. Thế mà đúng đấy, nhưng chẳng ai quan tâm mà còn đi diệt trừ nó. Lúc mình viết bài, mình cũng hay bị nhầm lẫn giữa con hải ly và con rái cá. Tại nhìn giống giống nhau, nhưng con hải ly ăn cỏ, còn rái cá thì lại ăn thịt. Chắc chắn ai cũng biết con hải ly có khả năng xây đập rất tốt. Thật ra đó là cái tổ của chúng, giúp lưu giữ thức ăn, nguồn nước, duy trì nhiệt độ và độ ẩm quanh năm mát mẻ dễ chịu. Và cái đập này lại cực kỳ hiệu quả trong việc giữ nước lúc khô khan, cũng như chống lại được các đám cháy rừng. Theo mô tả, khu vực sống của hải ly như một cái ốc đảo nhỏ. Dù bên ngoài là khô khan hay cháy tràn lan thì mọi thứ trong này vẫn mát mẻ và tươi mới, vẫn có ếch kêu, cá hay còn bơi và hoa hay còn nở. Nhưng vì sao vậy? Đúng rồi đó, nhiệt độ tăng cao dẫn đến đất thì khô hạn, rừng thì canh me hở phát là cháy. Rồi khi đất khô cây cháy thì nhiệt độ lại làm nhiệt độ khí quyển tăng cao. Không có cây xanh để hoàn thiện chu trình tạo mưa giữ nước, vòng lặp đó sẽ bị phá bỏ. Nếu như con người biết tận dụng loài hải ly khả năng xây đập và giữ ẩm cho khu vực xung quanh chỗ ở, cũng như thường xuyên duy trì công trình này cho đến cuối đời, hải ly tạo thành những rào chắn khắp các cánh rừng, cắt gãy chuỗi cháy lan và giữ nước trong suốt mùa hạn. Đáng tiếc, hàng năm con người vẫn tiêu diệt loài này. Chỉ riêng nước Mỹ, năm vừa qua đã có hơn 22.500 cá thể hải ly bị chết, chủ yếu do nạn phá rừng, chiếm đoạt môi trường sống và săn bắt bừa bãi. Thử tưởng tượng nếu mô hình hải ly được nhân rộng lên thì hàng năm sẽ giảm bớt bao nhiêu diện tích rừng bị cháy, giảm bớt bao nhiêu đợt khô hạn. Thôi thì lấy đó làm bài học, trồng rừng và giữ rừng vẫn là biện pháp đầu tiên. Tiếp theo đó làm gì thì ai cũng biết rồi, nói nhiều khổ lắm, nói mãi. Thế mới thấy, trật con toán, bán con trầu. Đụng tới thiên nhiên thôi thì chỉ cần chênh lệch một xíu đã dẫn đến hậu quả khó lường. Tất nhiên vai trò của con người ở đây cũng không nhỏ. Việc trước mắt vì chưa có giải pháp cụ thể cho bất cứ thiên tai nào, nên tạm thời học cách sống chung thôi. Một mặt làm giảm bớt nguyên nhân, mặt còn lại là tận dụng lợi thế của thiên tai bão lũ. Mình nghĩ rằng sẽ có một ngày loài người có khả năng kiểm soát được thiên nhiên và kiến tạo địa cầu. Chỉ khi đạt được trình độ văn minh như vậy thì con người mới có thể khai phá, sinh sống trên các hành tinh khác được. Dù là bất cứ nơi đâu, cũng có thể biến chúng thành một trái đất thứ hai, thứ ba, thậm chí là thứ 1000. Còn bây giờ, chỉ biết làm mọi cách để duy trì sự tồn tại trước đã. Nhiều khi chưa kịp khôn thì đã bị diệt vong rồi. Hẹn các bạn ở video tiếp theo nha. Đừng quên like và sub nha. Công tình soạn kịch bản mờ mắt mỏi tay luôn. Link và nguồn tham khảo đều ở trong phần mô tả hết nhé mọi người.